Chào anh em, hôm nay mình lên vài món đó, cho anh em tham khảo. Clip đầu tiên của ngày hôm nay là số 401, 700 ngàn. Một cái bộ chuông cửa camera Panasonic. Trong này nó xài 6 viên pin tiểu nha anh em. Cái này pin của mình anh em mua pin tiểu, bỏ vô chắc nghĩ không ít hao pin lắm. Đó, này 6 viên. Đó, điều chỉnh cho này nè. À, tất nhiên mình bán là này pin của mình không có pin nha nên em mua pin thiểu bỏ vô. Cái này pin sạc. Nó gồm cái đó, một cái màn hình, cái này để trong nhà của Panasonic luôn. Một cục nguồn adapter không biết cắm được 220 không, để coi. Nó có 100V này nè. Cái nguồn này để sạc cái này thôi. 6,5V 500mA. Nguồn điện tử nha. Anh em nào biết lên 220 thì lên cái này, hoặc là xài cục biến cực kỳ nhỏ thôi, tại nó có mấy watt à. Anh em mua cục biến bằng sắt nhỏ nhỏ vậy nè, đầu tiên có mấy chục ngàn. Chuông cửa hàng bãi Nhật, ở trong này là pin sạc, nó nằm trong này luôn. Cái này nó dính cái gì á, sơ anh em chùi ra còn lại đẹp. Cái này nó dính bụi. Để mình test màn hình, ví dụ chói. Để nó không chói đèn. Khi mà mình gắn ngoài đúng không? Mình gắn ngoài mình chừa cái nút với camera này ra để niềng lại, để người ta khỏi tháo của mình. Ở dưới này là cái nút lock lại thôi. Ở trong này là cái đế bắt vô, mình lấy cái này ra, bắt dít xong rồi mình đậy cái này lại cho nó chống ẩm thôi, chống ẩm. Pin nó nằm đây nè nên nó ngăn lại. Còn cái này là chỉnh cái độ liếc của camera, mình đang chỉnh thẳng. Đó, rồi người bấm chuông ha, là nó sẽ hiện lên trên màn hình cái này đó. Mình đang đứng quay phim. Rồi mình bấm nút này như nói chuyện nè, nói là trong ngoài nói chuyện nhau được. Nó còn khá đẹp, không có mắc nước gì nha, cho nên là mình bán cái giá đó nguyên bản, chưa sửa chữa gì. 402 là hôm nay mình bán cái máy này không, máy Toshiba này 280 này, chưa, tất cả chưa bao gồm phí ship nha. Cái này bị gãy anten, nó gồm có chức năng nghe đài, nghe CD, có USB nữa, nhưng mà USB mình không có, mình không có test. Nghe đài, nghe CD. Mình test CD. Cái này nó xài pin 9V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bộ pin đại. Không gian rất là rộng rãi, anh em muốn đi phượt, đi về anh em đóng pin như đây. Đóng pin Li-ion này chứa rộng rãi, mong luôn. Hôm bữa cũng bán một cái, thì nó là này, một viên nó có 1 phút vậy. Chỉ cần 3, dung lượng 3.000 thôi, chắc nghe cả ngày rồi. Hello, cái này anh em đánh Kana lại là đẹp nha. Toshiba này thì có hiệu, cũng hàng nội địa Nhật thôi. Nói vậy á. Bên này có cẩm phone, là mình đánh Kana lại là đẹp. Cái này là lưới bằng sắt. Này mình nè. Có đồng hồ hiển thị đằng ngoài nha, bấm play đây. Lớn nhỏ, lớn. Mấy cái này âm thanh nó trong lên em, chứ nhỏ thì nó không có bass dữ như bô đâu. Mà giá nó mềm mà. CD đọc tốt á, mình bấm qua bài để nó nhận nhanh luôn. Tắt nha. CD ở đây mình xài mấy cái đĩa phono, hồi đó mình thời cũng đi làm công ty á, mình có chơi âm thanh rồi, nhận nghiệp dư thôi, có nhiều tiền không có tiền chơi. Nghe radio AO thì cái này anh em mua anten mới không có nhiều, anh em làm lại tay mình lấy thằng bán vậy, không có thời gian chăm kỹ là nhiều đồ á, mình ý mình muốn làm cho nó
Rồi bắt đài ra sao nhanh ta. Đó, bấm nút này vào đài nè, nút qua đây nè. Nó dò tự động đó. Mấy cái này mình thích đó là được cái là nó mình bán hình pin đó, mình thích nó cái nào cũng lên pin được anh em. Qua cái đèn nó chói vậy chứ ngoài mình nhìn nó làm rõ nha. Làm pin để mình mang đi là chỗ nào lúc cúp điện mình nghe đài rồi chứ mang đi đi câu mấy anh em đi câu đi chỗ nào không có điện á. Này âm thanh lớn rồi. 8 chấm mấy nè. Băng tầng rộng mà. Một 92,5 nè. Có những cái đài ở bên Nhật nó làm tần số không có rộng thì mình có xài được, còn này nó làm đủ. Đang trên đảo thành viên nhân vậy. Thời tiết cực đoan bao trùm thế giới. Rồi up. Goodbye đàng hoàng. Hình như nó xài pin đại. Xài này là xài pin trung hay pin đại? Pin trung. Xài pin trung. Đánh Kana là đẹp. Toshiba này đẹp. Cũng cũ khổ à. 215. Nó hơi vàng vàng, chắc nó để môi trường khói bụi gì đó. 208. 403. 403 mình bán cái VOM còn đẹp lắm, trong bạch lương xanh qua. 350 VOM mini có cũng hiếm lắm anh em, hiếm mà. Còn mới nguyên nè, mấy còn đẹp. Dây zin luôn, dây zin mới tinh. Tất cả cái đồ bây giờ hiện tại đồ như vậy chứ nó không có giá trị cao lắm, mình bán giống như lời cực mỏng nè, kiếm cà phê thôi, là mỗi món 50 mà nên là mình bớt xác cho anh em. Điện 100V này hơn 100 nè, ở đây là 106, 107 nó hơn xíu ha. Kéo dây 220. Hai thì mình để tăng 500 đi, 220 nó khoảng nửa, gần nửa phải không, gần nửa đồng hồ phải không. Rồi. Nhỏ là tiện cái là mình dễ đem đi vậy nè, mà nó hiếm nó mới nó đẹp nữa, mình ráng mình mua đó. Chứ mà người ta bán 300 trả giá tại vì tróc giải lắm, rồi kèm đồ cũng mua được thì về mà nó hư nữa hay gì đâu, mà sao đồ đâu mà thay mà sửa. Vậy mới tin à. Đó. Thang nhân 100 nè, thang nhân 10 đó, nhân 10 này nè, nó về này hơi dơ xíu. Nhưng mà đồ bãi lâu ngày á nó ẩm xíu, lát mình mở ra cho anh em coi. Nhân 10, nhân 10 ok đó ha. Còn nó sai số gì á mình mỗi thang đo mình so kim này lại nó lên đây. Nhân nó nhất luôn, nhân 100, nhân 10. Đây mà coi có bị trục trặc gì không? Cái quan lớn lớn thì mình thấy nhiều, cái này thì mình ít thấy nè. Trục
nhỏ này, và thường là Trung Quốc không ít thấy san hô này, nó làm mấy cái nhỏ mà nó hơi ẩm hơi xíu. Hiện đẹp cái giấy này nó hơi bị ẩm nè, giấy này, cái giấy này là để giấy băng keo nó che bụi vô trong đó thôi chứ không có gì, hầu chì còn nguyên nữa đó. Đó thì linh kiện nó làm nhỏ, linh kiện nó vậy thôi đó. Quan trọng là cái chất lượng linh kiện, đây còn cái hầu chì xe cua nữa, nhỏ mang đi tiện, coi nó có tay cái chân vậy, hay là chân nó còn nhảy phim tốt, ok nè. Là để test thang ôm lại cho anh em cái ha. Đồng hồ kim đôi lúc nó cũng cần đó nè, cho nên là mình cần mang đi á, mình ấy nó tiện đó. Sau khi về cho nó về không rồi không trả về hết nè, thang này đó ok đó. Rồi DC DC đo bình ắc quy, quy này đang khoảng 50 V, cái này khoảng 12 V. Thang 50 ở đây nè, 10 nè, hơn 10 nè, là qua số này đó. Những đồng hồ nhập thì nó còn hoạt động ok, đừng có bị ẩm ướt hay là bị do pin rồi nó chảy ra nó hư á, thì nó hoạt động ok vậy nè, không có gì vậy. Chính xác thường nó thôi, nó làm cắm bót lắm, thì nó sợi dây rất là nhỏ mà dẻo dai đúng không, dây zin thì nó được cái gì đó, nó dẻo dai. Này là anh em nào mà có mua VOM của mình rồi đó, lấy cái này mình giảm cho xíu anh em sưu tầm rồi chơi đó. Giá là 430. Mấy đồ điện tử mình hay test kỹ cho anh em ha, coi từ trong ra ngoài 404 ở này, cái viết này sưu tầm chơi là 200. Bài lót này như là ngồi bằng, rồi một cái ống chì nè, một cái dao gì đó, cái đó quan trọng, và ba cái viết như cái hộp, cái túi đựng viết nhỏ, cái này viết chì nó sấy, cái dặn lên chì là đó lên ha, rút lại nè, lên viết chì, cái ngồi này 0.5 quá. Hơi bự, 0.5. Cái này mạ vàng, còn cái này thân nhôm, cái ngồi viết thì không biết còn xài đâu, nhìn đẹp, ngồi viết vàng 12K. Này xài mấy cái ống mực nè, không biết bơm chắc đút vô xài quá. Đó, bộ nó 3 cây,
mình thấy để coi lại cây này có bay lớp không nha. Tại vì mua nguyên hộp nó nằm vậy nè, nó nguyên vĩ nó vậy đó. Cái này nó lại khác hiệu hả? Size 4. Để nói nhầm nó mất công. Cái này nó không nó im. Cái ngồi này không im. Không im bằng ngoài kia. Cái bữa mình mua cây rờ giống vậy nữa, mình coi coi có giống hiệu giống mình kèm tặng cho anh em. Đây lát đi giới thiệu luôn cái món tiếp theo đi. 404 rồi là cái viết 200 ha, bộ viết. 405 là cái đèn anh em, 250 nè. Đèn Tajima này nó xài, một là anh em xài 4 viên pin tiểu, hai là anh em có pin vuông anh em làm, ba là anh em chế pin lithium vô anh em xài ha. Cái đời này nó trước mình có bán rồi mà lúc mình mua giá cao lắm, cao hơn cái này. Còn cái này mình mua người ta giờ người ta thanh lý lại cho mình đó mấy mẫu rồi, mà có mẫu này mình bán trước là giá là 250 cây nữa. Thì Tajima nó nhiều chế độ sáng lắm, ở đây nó ba chế độ sáng, trên này nó ba cái nữa đó, nên nhiều chế độ sáng và ánh sáng nó rất là đẹp đẹp, chứ không phải như ánh sáng mấy cái đèn tên anh em mua ở đây đâu. Nó nhìn nó không có dễ chịu đó. Giống như cái đèn led mình xài ở đây, đèn led Nhật, rồi anh em mua thử bóng đèn mà Việt Nam ở đây làm ví dụ 50.000 bóng đi, bóng tiếp tắt hai á 50-70 gì đó, nhìn ánh sáng nó mở lên nó mắc cười đó. Còn nếu mà mình xài một loại đó thôi thì mình thấy ánh sáng nó bình thường, mà anh em xài là bóng Nhật xịn rồi đây, rồi đổi qua cái bóng đó anh em thấy ánh sáng nó ngộ ngộ sao, cái da mình nó tái tái rồi nha. 250 cái đèn này giá mới đâu mắc lắm, 1.000 mấy rồi á, anh em cứ sệt lên đó. Mà nó hàng chất lượng Tajima, nó bán qua được Nhật mà. Đây. Nó xài được 4 pin tiểu quá nha. Thì trước mình có review rồi thôi, anh em nào quan tâm rồi có mua về chế lại xài. Còn những mẫu nó mình chế lại sẽ rẻ hơn mẫu mình mua pin. Mình mua cục pin của nó cũng gì, nó có cái vỏ với cái seal của trong thôi, nhưng mà nó làm đẹp thì nó xài, nó đổi giá lên. Cái này mình tìm không có rồi nè, anh em có sưu tầm viết hay chơi thì đấy. Mình mua nó còn hộp vậy thôi. Rồi xin cảm ơn, chào và lại anh em clip sau nha. Mình cũng đang mở ra kiểm tra cái đài Sony này nè, nhìn hàng bãi nó làm chất lượng ha, những cái bo mạch nó tích hợp IC rồi đó. Nó làm cái thanh nó dài, mấy cái này cũng vậy, chất lượng chung nó bán qua Nhật được thôi. Một cái số cái thương hiệu đó nó phải có đạt cái chuẩn mà nó có được thôi, chứ không phải là nó tràn lan được như ở thị trường của mình nên. Cho nên là cái hàng nó cũng đa số là nó tốt, nó từ bình từ xài được cho đến tốt thôi, chứ không phải là người ta làm ra có những món mình mua về mình xài không được. Đồ Nhật nó làm mà thực xài được, đến xài là mình thấy nó chất lượng nó đạt. Tuy nhiên những cái hàng mà nó ở nước khác đó, nó xuất vào Nhật đó, thì nó thường nó không có bằng cái hàng mà nó sản xuất tại Nhật luôn. Nhưng mà bây giờ nó nhờ gia công ở ngoài cũng nhiều, chứ không còn mấy in ra băng nhiều như hồi xưa nữa.